Thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ là bà Jill Biden tới thủ đô của nước Pháp để chào mừng Hoa Kỳ tái gia nhập tổ chức UNESCO. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ là bà Jill Biden đã tới thủ đô Paris của nước Pháp vào ngày hôm nay thứ Hai, 24 tháng 7, để chào mừng việc Hoa Kỳ tái gia nhập vào tổ chức UNESCO. Một chuyến viếng thăm được nhận định là nêu bật sự quan trọng của việc Hoa Kỳ tham gia các liên minh như thế, đồng thời nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trên trường thế giới. UNESCO viết tắt từ UN Educational, Scientific and Cultural Organization là tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc hoạt động với mục đích gia tăng sự hợp tác giữa các quốc gia về vấn đề giáo dục, khoa học và văn hóa để bảo đảm tôn trọng công lý, luật pháp, nhân quyền và tự do căn bản cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ hay tôn giáo. Trong thời gian tại nhiệm, thì cựu Tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump quyết định rút Hoa Kỳ ra khỏi tổ chức UNESCO viện cớ là unesco có thành kiến chống lại do thái và lệ phí thành viên ngày càng tăng thêm vào thời điểm đó bà nikki haley là đại sứ của hoa kỳ ở liên hiệp quốc cho rằng tổ chức unesco đang bị chính trị hóa một cách cực đoan trong lần tái gia nhập này bà Joe Biden dự kiến sẽ tham dự và phát biểu tại buổi lễ chào cờ của tổ chức UNESCO vào ngày thứ ba 25 tháng 7 cũng như chào đón và gặp gỡ bà Audrey Yusley, tổng giám đốc của tổ chức UNESCO. Chính quyền của tổng thống Joe Biden khẳng định việc tái gia nhập này là một cột mốc quan trọng, biểu thị sự trở lại của vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong môi trường quốc tế quan trọng và ông cũng cho rằng việc rút khỏi tổ chức UNESCO vào năm 2017 đã làm tổn hại tới lợi ích quốc gia, đồng thời lưu ý rằng bản thân của tổ chức UNESCO cũng có nhiều cải cách cần thiết. Tuy nhiên, khi mà cựu Tổng thống Donald Trump vẫn đang là ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa, thì câu hỏi về tương lai của các liên minh của Hoa Kỳ sau năm 2024 vẫn còn là vấn đề đang bị bỏ ngỏ. Liên quan đến kinh tế thưa quý vị, Federal Reserve có thể sẽ tăng lãi suất lên đến mức cao nhất trong vòng 22 năm qua. Số liệu tăng trưởng kinh tế tích cực và dữ liệu lạm phát giảm nhẹ đã củng cố khả năng là Fed tăng lãi suất 0.25% điểm trong cuộc họp sắp tới và khi đó thì lãi suất quỹ liên bang sẽ tăng lên là 5.5%. Sau khi tạm ngừng tăng lãi suất vào tháng 6, cơ quan dự trữ liên bang Fed dự kiến sẽ tăng lãi suất chủ chốt một lần nữa trong cuộc họp hai ngày là ngày 25 và 26 tháng 7. Đây được coi như là đợt thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ nhất trong vòng 22 năm của Fed, bất chấp những dấu hiệu lạm phát đã chậm lại trong thời gian gần đây. Theo các nhà đầu tư trên sàn giao dịch CME Group, có hơn 99% nhà đầu tư dự đoán rằng Fed sẽ tăng lãi suất cơ bản thêm 0.25 điểm trong cuộc họp sắp tới. Câu hỏi được đặt ra hiện nay đó là Fed sẽ cần tăng lãi suất thêm bao nhiêu lần nữa trong năm nay để đưa lạm phát trở lại với mục tiêu dài hạn đó là 2%. Kể từ khi Fed quyết định đóng băng lãi suất vào tháng 6, tốc độ lạm phát đã giảm xuống dưới 4%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn ở mức thấp kỷ lục. Tăng trưởng kinh tế trong quý đầu tiên cũng khởi sắc do chi tiêu của người tiêu dùng mạnh hơn là dự kiến. Sau lần tăng lãi suất được kỳ vọng vào tháng 7 này, một số nhà kinh tế dự đoán là Fed sẽ tăng lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 9, trong khi có ý kiến khác thì nghĩ rằng lãi suất sẽ được giữ nguyên trong cuộc họp vào tháng 7 này. Vững tin liên quan tới Hoa Kỳ. Văn phòng giám đốc tình báo quốc gia của Hoa Kỳ vừa công bố việc giải mật một phần kết luận của tòa án giám sát tình báo nước ngoài về hoạt động của cơ quan điều tra liên bang tức là FBI vì đã vi phạm các quy định áp dụng vào điều 702 về dữ liệu tình báo thuộc đạo luật giám sát tình báo nước ngoài. Văn bản của tòa án cho thấy một chuyên viên phân tích của cơ quan FBI đã có tới 4 lần tìm kiếm thông tin trong kho dữ liệu tình báo và có sử dụng tên của một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và một nghị sĩ cấp liên bang vào tháng 6 năm 2022. Chuyên viên của cơ quan FBI này đã nắm được thông tin từ một cơ quan tình báo nước ngoài đang nhắm mục tiêu vào hai nhà lập pháp của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sau khi đánh giá lại sự việc thì đơn vị an ninh quốc gia thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhận thấy hành động tìm kiếm thông tin của chuyên viên FBI nói trên đã không tuân thủ theo đúng như quy định. Trong một sự việc khác vào tháng 10 năm 2022, một chuyên viên của cơ quan FBI khác cũng đã sử dụng kho dữ liệu tình báo để tìm kiếm thông tin về một thẩm phán của Hoa Kỳ. Người này từng khiếu nại với cơ quan FBI về những vi phạm nhân quyền giới hữu trách cũng kết luận rằng phương cách làm việc của chuyên viên fbi này trong sự việc nói trên là không tuân thủ theo đúng quy định văn phòng tình báo quốc gia của hoa kỳ không tiết lộ danh tính và nơi làm việc của các giới chức hoa kỳ từng bị fbi tìm kiếm thông tin trái phép nội dung giải mật không giải thích rõ lý do tại sao cơ quan FBI đưa vị thẩm phán cấp tiểu bang vào diện giám sát. Thế nhưng, người này đã từng khiếu nại cơ quan FBI vì vi phạm nhân quyền sau khi nhận được tin báo từ một cảnh sát được giấu tên. Cơ quan FBI chưa bình luận về tin tức này và không tiết lộ danh tính của những người liên quan tới sự việc. Hoa Kỳ đề nghị tiêu chuẩn mới cho máy nước nóng giúp tiết kiệm 11 tỷ Mỹ Kim hàng năm. Bộ Năng lượng Hoa Kỳ vừa đưa ra đề nghị tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng cho máy nước nóng, mà họ cho biết là sẽ giúp cho người tiêu dùng tiết kiệm được khoảng 11.4 tỷ Mỹ Kim tiền điện, tiền gas và nước mỗi năm. Theo hãng tin Reuters tin, tiêu chuẩn về hiệu quả máy nước nóng ở trong nhà dân là do Quốc hội bắt buộc, nhưng chưa được cập nhật 13 năm nay. Máy nước nóng chiếm khoảng 13% cả mức tiêu thụ năng lượng, lẫn tiền điện, tiền gas và nước hàng năm của người dân. Theo đề nghị của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho biết, Loại máy nước nóng được chạy bằng điện có kích cỡ phổ biến nhất phải tăng hiệu quả bằng công nghệ máy bơm nhiệt, tức là Heat Pump Technology. Còn máy nước nóng được chạy bằng ga thì phải tăng hiệu quả bằng công nghệ ngưng tụ, tức là Condensing Technology. Và nếu như được chuẩn thuận thì tiêu chuẩn mới sẽ được áp dụng từ năm 2029. Theo dự trù, tiêu chuẩn mới sẽ giúp tiết kiệm gần 200 tỷ Mỹ Kim và sẽ giảm được hơn 500 triệu tấn khí thải carbon dioxide trong vòng 30 năm. Con số này tương đương với lượng khí thải CO2 tổng cộng hàng năm của 63 triệu căn nhà, tức là khoảng chừng 50% căn nhà ở Mỹ. Từ đầu năm cho đến nay, chính quyền của Tổng thống Biden đã đề nghị hoặc là quyết định tiêu chuẩn hiệu quả cho 18 loại sản phẩm. Vào thời còn làm Tổng thống thì ông Trump đã than phiền về tiêu chuẩn sử dụng nước của vòi sen, cho hay rằng tiêu chuẩn này làm cho ông gội đầu không được thoải mái. Bộ năng lượng thời đó đã phải nới lỏng tiêu chuẩn này, và đến năm 2021 thì chính quyền của Tổng thống Biden đã trở lại với tiêu chuẩn cũ. Một thanh niên 26 tuổi ghi danh theo học tại một số trường trung học tại tiểu bang Nebraska, sau đó nhắn tin khiêu dâm cho các em học sinh. Một thanh niên 26 tuổi tại tiểu bang Nebraska vừa bị bắt giữ với cáo buộc phạm tội ác tình dục sau khi giả làm một thiếu niên 17 tuổi để ghi tên vô trường trung học, sau đó nhắn tin khiêu dâm cho các học sinh chưa đủ tuổi. Theo đài NBC News đưa tin, thì nghi can này có tên là Jachiri Shaek, lấy tên là Jack Hess và anh ta đã giả làm một thanh niên 17 tuổi để ghi tên vô hai trường trung học ở thị trấn Lincoln trong năm học 2022-2023 và người này đi học được khoảng 54 ngày. Nghi can này bị truy tố với hai tội danh tấn công tình dục bằng thiết bị điện tử và một tội danh khác đó là buôn bán tình dục trẻ em. Nghi can này bị bắt vào chiều thứ năm vừa qua tại một thư viện. Ông Brian Jackson, phụ tá cảnh sát trưởng ở thị trấn Lincoln cho hay. Theo cáo trạng thì nghi can này đã gửi tin nhắn khiêu dâm cho hai em nữ sinh dưới 16 tuổi. Đài truyền hình địa phương KOLN đưa tin. Khi khám xét nhà của nghi can này và kiểm tra điện thoại của anh ta, cảnh sát tìm thấy tin nhắn giữa nghi can này với các nữ sinh còn nhỏ tuổi và theo lệnh bắt giữ mà đài koln có được khi bị thẩm vấn nghi can này thú nhận là anh ta đã giả làm một học sinh và gửi tin nhắn khiêu dâm cho các em học sinh khác nhưng khẳng định rằng anh ta không tấn công tình dục bất kỳ em học sinh nào tòa án ấn định tiền thế chân tại ngoại hầu tra cho nghi can này là hai trăm năm mươi mỹ kim và người này không nhận tội cũng không chối tội và anh ta cũng không có luật sư có hơn 300.000 ly nước cấp khen của trẻ em bị thu hồi bởi vì bị chứa quá nhiều trì khoảng chừng 346.000 ly nước có tên là cupkin double wall stainless steel children's cup cần phải được thu hồi bởi vì có chứa lượng trì vượt quá mức mà liên bang cho phép. Ủy ban an toàn sản phẩm tiêu dùng cho biết số ly này thuộc về loại 8 và 12 ounce được sản xuất ở Trung Quốc và bán ở trên amazon.com và cupkin.com từ tháng riêng năm 2018 cho tới tháng 3 năm nay, với giá là khoảng 20 Mỹ Kim cho một ly. Ủy ban an toàn sản phẩm tiêu dùng khuyên người tiêu dùng hãy liên lạc với Sojimus, là công ty sản xuất những ly nói trên để lấy lại tiền. CPSC cũng cho hay họ và Amazon đang trực tiếp liên lạc với tất cả người mua mà họ đã biết. Chưa có báo cáo nào về thương tích có liên quan đến số ly này. Cấp loan báo ở trên trang mạng của họ rằng họ đã phát giác ra loại ly 8 ounce và 12 ounce của họ có hai lớp hút chân không có thể gây tiếp xúc với lượng trì không thể chấp nhận được nếu đáy ly được thiết kế không đúng cách. Nước trong ly không bị nhiễm trì do có hai lớp. Nhân dịp này, Cấp Kinh sẽ làm lại hoàn toàn ly với những thiết kế mới. Tiếp theo là tin liên quan tới một loại vi khuẩn tấn công vào bộ não của con người, khiến cho một cậu bé 2 tuổi ở Nevada thiệt mạng. Một bé trai 2 tuổi vừa qua đời vì bị nhiễm khuẩn amoeba ăn não trong tuần này. Theo Sở Sức Khỏe và Hành vi Cộng đồng thuộc tiểu bang Nevada và bài đăng tải từ trang Facebook của người mẹ cậu bé cho hay, đài CNN đưa tin Trung tâm Phòng ngừa Phòng dịch bệnh Hoa Kỳ tức là CDC cũng đã xác nhận tin về cậu bé qua đời sau khi bị nhiễm bệnh từ vi khuẩn Nacleria fowleri, còn được biết đến là một loài vi khuẩn ăn não. Các nhà điều tra của tiểu bang Nevada tin rằng cậu bé này đã tiếp xúc với vi khuẩn nói trên tại Ash Springs, là nơi mà có suối nước nóng thiên nhiên trên lãnh thổ liên bang thuộc quận hạt Lincoln. Neagleria faleri là một loại vi khuẩn amoeba đơn bào siêu vi sinh sôi nảy nở trong môi trường thiên nhiên. Chủng loại vi khuẩn này có thể gây bệnh nhiễm trùng não nghiêm trọng hiếm thấy, gọi là viêm mạng não khởi phát, gọi tắt là PAM, phá hủy các mô của não và gần như chắc chắn gây tử vong. Đến đây, kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Á Châu.